Hà, cậu ghi lại vào sổ rồi nộp cho trường giúp tôi nhé. Ừ, cậu cứ để đấy. Tuần này cậu lại nghỉ à? Ờ, tôi đổi ca trực với Linh. Ừ, có chuyện gì thế? Tuần này tôi hứa đi chơi với mẹ. Ừ, vào đúng thứ bảy, tối dành cho tình yêu à? Ừ, có sao đâu, mẹ chỉ dành đúng hôm đó. Mà cậu ấy bảo có việc quan trọng muốn nói với tôi. Phét. Cậu nói sao? Ừ. Đằng nào tôi cũng muốn đưa cho cậu ấy chiếc khăn. Tiện nói thêm một hai câu thôi mà. Ừ. Cậu đang xong khăn rồi à? Ừ, cũng vừa mới xong. Sao lại đúng cái dịp này chứ? Cậu đúng là đồ. Đồ gì? Không có gì, tôi về trước đây. Người ta nói con gái không tự tay làm gì cho người mình ghét. Vừa nãy Hà không từ chối đan khăn cho tôi, tức là Hà cũng có tình cảm với tôi. Nói tóm lại, khi nào cô ấy đan xong khăn, tôi sẽ tỏ tình. Bây giờ ông có thể tôn trọng Hà được rồi chứ? Đúng là mình không có tư cách gì để ngăn cô ấy cả.